nữa. Cửa hàng Đông Ngư Cơ Huy Hoàng xin chào toàn thể các anh em và các bác nhé. Địa chỉ tại thôn 8 xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và hôm nay em lên cho các bác xem 5 cây cười Estin. Đó. Dòng 170180, dòng phù hợp nhỏ nhẹ cắt gia đình cho các bác. 5 cây cưa này thì chuẩn hàng bãi Đức các bác nhé, chứ không phải là hàng mới đập thùng mà sản xuất tại Trung Quốc bây giờ rất là nhiều, nhưng mà dòng này thì dòng bãi Đức đó. Rồi, và bây giờ em quay video cận cảnh từng chi từng cây cho các bác nghe và test nổ, nghe các bác xem thử xem máy thế nào nhé. Dạ rồi, đây thì 5 cây cưa thì đây thì em sẽ quay video từng cây cho các bác xem. Cây đầu tiên thì dòng cây cưa Estin 170 các bạn. Đó. Dòng máy thì em bao rin nguyên bản, rin từ con ốc. Các bác nhìn qua, đó, con ốc thì trông còn mới cứng cựa. Chưa gọi chóc sơn một tí gì luôn. Máy này thì nó rơi vào khoảng lô này hiện tại 5 cây của em thì đều là dòng bé cả. Máy móc thì chỉ cây này thì nặng khoảng 4 kg thì các bác, phù hợp cho các bác cắt gia đình nhẹ nhàng mà muốn xài lợi xăng, tiết kiệm xăng, rễ nổ thì hãng này thì nó quá là nổi tiếng rồi, ST. Đó. Đây. Cây đầu tiên thì cho các bác xem qua từ nòng bạc của máy móc. Đó. Đến lọc gió luôn. Vào. Còn như mới. Máy móc thì em vẫn như mọi khi nhá, bao rim 100%. Chưa qua sửa chữa một linh kiện gì cả. Các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của em là 0354392929. Liên hệ đặt hàng của bên em. Chỉ cần cọc trước tiền ship thôi, thì em đủ tiền ship thì em sẵn sàng gửi hàng cho các bác xem. Hàng tới thì các bác kiểm tra hàng thoải mái, ưng ý thì thanh toán, không ưng ý thì trả lại bên em. Yeah. Vâng, bây giờ em test nổ thử cây đầu tiên cho các bác nghe nhé. Em đã dọn lên sẵn sàng, bao nổ ngon lành. Máy thì như cây này thì nó xài trục dẫn trợ lực nên là giật rất nhẹ nhàng các bạn. Rồi, qua cây thứ hai nhé. Rồi, từ từ để em qua camera này cho các bạn dễ xem. Cây thứ hai thì cũng là thuộc dạng dòng 170. Như dòng này thì nó không xài trục dẫn trợ lực này. Đó. Như mọi khi thôi. Máy móc thì bao chuẩn chỉ các bác luôn. Hiện tại thì cây bên em, cây dòng 170 này không xài trợ lực thì có giá của nó là đang là 2.800.000 các bác nhé. Bao ship tận nhà. Còn dòng 170 chụp có trợ lực thì có giá là 2.900.000 các bác. Đắt hơn 100.000. Đó. Dòng 180C các bác nhé. Cây này thì bên em đang có bán với giá 3.000.000. Chụp giật trợ lực luôn.
dòng 180 đời cao hơn dòng 170. Nhưng mà máy móc thì nòng bạc của nó thì số ly bằng nhau cả. Nòng 38 ly. Xài tất cả 5 cây này đều xài lam 45cm các bác nhé. 45cm nhưng mà cắt được khoảng 40cm. Cây này thì 180. Nhờ lại cũng là xài không trợ lực thôi. Cây cuối. Cây cuối này bên em thì dòng 018 các bác nhá. Đó, cùng đời với 180 170. Máy móc thì như nhau cả thôi. Liên hệ đặt hàng thì em bao test nổ, khi nào kiểm tra hàng các bác cứ test nổ thoải mái, ưng ý đúng máy thì các bác thanh toán cho bưu tá. Tận cả 5 cây đây. Đó. 5 cây bao ri nguyên bản mới cứng cựa luôn. Rồi, phản nhiên cũng như mọi khi đâu. Thì nếu mà các bác đặt hàng ở bên em thì em sẽ tặng cho các bác một chiếc rũa chuẩn hãng Oregon. Đó, một chiếc tô vít nhỏ chỉnh và một tip màu Uzi. Đó. Bao ship tận nhà cho các bác. Dạ vâng, rồi em chào các bác nhé.